Hello các bạn, mình lại gặp nhau rồi. Mình là Chi Sinh và hôm nay Chi sẽ mang đến cho các bạn một chiếc laptop doanh nhân thay cho một loạt những chiếc notebook trong các video lần trước. Và nhân vật chính của hôm nay là Dell Motro 5502. Đây là một sản phẩm là laptop doanh nhân rất là được mong chờ cho năm nay. Các bạn hãy cùng Chi theo dõi trong video ngày hôm nay để xem sản phẩm chúng ta có gì thú vị nhé. Bắt đầu thôi. Bắt đầu từ bên ngoài thì chiếc máy cho mình một cảm quan rất là chắc chắn và sang trọng, với tất cả các mặt đều được build từ kim loại. Màu sắc của chiếc máy là màu vintage gray, dịch ra là màu xám hoài cổ. Còn mình thì thấy chiếc máy nó có màu đen. Mình đùa thôi, thực ra là phần bên phía ngoài của máy sẽ có màu xám, còn mặt trong là có màu đen cực kỳ sang trọng nha các bạn. Thiết kế máy rất đơn giản với một cái logo đen ở mặt lưng và một cái bảng lề nâng ở góc. Bên trong là một bàn phím full size với đầy đủ các phím, có cả phím số phù hợp cho các công việc nhập liệu. Đèn lần phím là màu trắng, khoảng cách phím thì được bố trí rất là hợp lý và cảm giác gõ trên máy là cực tốt với một độ nảy vừa phải đi kèm với hành trình phím ngắn. Dell Motro 5502 có màn hình Full HD kích thước 15.6 inch, các chỉ số bao phủ màu sắc là 61% sRGB và 39% Adobe RGB. Chất lượng hiển thị trên màn hình của máy rất tốt, màu sắc tươi đẹp và trung thực. Màn hình thì cũng được Dell trang bị thêm công nghệ góc rộng và phủ lớp chống chói nên khả năng hiển thị của máy là rất ổn định bất kể là môi trường nào. Màn hình thì cũng cho mình một cảm hứng làm việc hơn vì cái viền của nó. Cái viền của Dell 5502 thì rất là mỏng nha các bạn. Và viền trên thì nó hơi dày một chút xíu vì được trang bị thêm camera. Nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn rất là mỏng so với tổng thể của máy. Cái camera này cũng được Dell làm rất tốt với độ phân giải là HD 30fps. Hình ảnh được xử lý bằng phần mềm cho chất lượng hiển thị tốt nhất nhưng nhẹ nhất, để các bạn có thể coi video tốt tích bên trong hơn mà hình ảnh vẫn được truyền đi rất là nhanh. Camera còn được bảo mật với các nút bật tắt ngay ở trên nó. Đúng là laptop doanh nhân ha các bạn. Các bạn nào mà hay sử dụng những cái phần mềm để gọi video call thì tính năng này rất là hữu ích đó nha. Kích thước chiếc máy không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, với chiều ngang là 35.6cm, rộng 23.4cm, chỗ mỏng nhất là 1.4cm và chỗ dày nhất thì cũng chỉ có 1.8cm mà thôi. Với một cái màn hình 15.6 inch thì đây là một kích thước cực nhỏ đó các bạn. Nhưng điểm trừ là cân nặng của em máy này là 1kg 64g. Dell vì em nói từ kim loại, có một cái màn hình lớn, đầy đủ quá trời thứ và có thêm cả cạc màn hình đời thì cân nặng này thì cũng đúng rồi các bạn. 1kg 64g cũng không phải là một con số lớn, nhưng đây là một chiếc laptop doanh nhân và nhu cầu di chuyển là khá nhiều, nên mình nghĩ là nó nhẹ hơn thì sẽ hoàn hảo hơn cho tổng thể và chức năng của em nó. Nếu như bạn nào có nhu cầu muốn một chiếc máy nhẹ hơn thì các bạn có thể tham khảo chiếc laptop là Dell Motro 5402 nha. Với một cái màn hình là 14 inch thì em nó chỉ nặng có 1kg 36g mà thôi. Các bạn hãy comment cho mình biết với xem là các bạn có hài lòng với cân nặng của Dell Motro 5502 phiên bản nào hơn hay không nha. Dell cũng đã trang bị cho máy một cái cấu hình rất là ấn tượng với việc xử lý là Core i7 thế hệ thứ 11, RAM là 16GB, SSD 512GB và kẹp rời là NVIDIA MX320. Với cấu hình này thì nghe là rất xuống rồi không các bạn, và chi tiết hiệu năng của máy thì mình sẽ đánh giá kỹ hơn trong video lần sau nha. Về những cái trải nghiệm ban đầu với chiếc máy thì mình cực kỳ hài lòng với những gì mà Dell Motro 5502 đang có. Mình xem các video với chất lượng hình ảnh tốt, loa thì vừa phải cùng âm thanh rất là hay. Cảm giác gõ phím tốt, cảm giác dùng thuốc bass cũng rất là tốt luôn. Rồi, thuốc bass của máy rất là to, nhạy và mượt như các bạn. Và như các bạn nhìn thấy ở đây thì Dell sẽ bo một cái đường viền bằng kim loại màu bạc, nhìn rất là sang trọng và đẹp mắt. Về các cổng kết nối thì chiếc máy cũng được trang bị rất là đầy đủ với các cổng USB-A, USB-C, HDMI, các cắm tai nghe, cổng mạch LAN cũng như là cái cắm thẻ SD. À, một cái tính năng rất là hay trên Dell Motro 5502 là cái khả năng sạc pin rất là nhanh của máy. Thì trong vòng 1 tiếng các bạn có thể sạc pin cho máy lên tới 80%. Mình đã test cái này rồi nha các bạn, và để sạc đầy luôn thì các bạn cũng chỉ mất thêm là từ 20 đến 30 phút nữa thôi à. Quá là nhanh luôn. Và trong quá trình sử dụng thì mình thấy độ lượng pin của máy rất là tốt, và mình sẽ tiếp tục trải nghiệm để đem đến cho các bạn con số chính xác hơn trong các video lần sau nha. Thêm nữa thì các tính năng nổi bật trên Dell Motro 5502 có thể kể đến như là cái tính năng giảm dung lượng hình ảnh để livestream call video mình đã nói trên thì cũng rất là hay nè. Ngoài ra Dell Motro 5502 còn được trang bị tính năng Dell Mobile Connect, giúp đồng bộ điện thoại và laptop rất là dễ dàng để các bạn có thể nghe cuộc gọi ngay trên laptop, hoặc là chúng ta có thể chuyển dữ liệu từ điện thoại sang laptop rất là tiện lợi. Với nhiều tính năng như vậy mà cấu hình máy còn rất là cao nữa thì mình nghĩ Dell Motro 5502 là một chiếc laptop rất đáng để các bạn sở hữu. Trên đây thì mình vừa điểm qua được những nét nổi bật nhất của sản phẩm cũng như là những tính năng của Dell Motro 5502, và chi tiết hiệu năng của máy thì mình sẽ đánh giá kỹ hơn trong video lần sau. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Yêu Long Center nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip đánh giá hiệu năng của sản phẩm lần tới.